Bạn là người mới tập chơi bóng bàn nên không có ai chơi cùng. Hay bạn không đủ tiền để mua cho mình một chiếc máy bắn bóng bàn về nhà tập luyện. Luyện tập bóng bàn thường xuyên là cách nhanh nhất để nâng cao trình độ và khả năng chơi bóng. Hôm nay shop Nhật Việt xin giới thiệu bộ dụng cụ thiết bị hỗ trợ giúp cảm giác bóng bàn giá bao nhiêu mua ở đâu, là một môn thể thao vận động đòi hỏi sự linh hoạt đầy cuốn hút bộ dụng cụ sẽ giúp các bạn nhỏ nhanh chóng tìm được niềm vui và sự thú vị khi vận động thể chất nhờ đó có thể quên đi các thiết bị điện tử và đồ chơi công nghệ khác nếu bạn là người đam mê thể thao đặc biệt là bộ môn bóng bàn này nhưng lại băn khoăn về thời gian không gian tập luyện hay tìm đâu ra đồng đội cùng chơi thì hãy sắm một bộ dụng cụ luyện tập cảm giác bóng bàn này ngay thôi Dụng cụ tập phản xạ bóng bàn có thể làm được gì? Đều phải, đều trái, giật phải, giật trái, giao bóng, đỡ giao bóng, và còn nhiều kỹ thuật khác nữa. Sau khi tập luyện với dụng cụ này, cảm giác bóng bàn của bạn tăng ít nhất 30%, có thể bạn quan tâm, loa Bluetooth sao Soundcore Mini 3 chống nước IPS 7 nội địa nhật mua ở đâu chính hãng, dụng cụ tập phản xạ bóng bàn dùng như thế nào? Bóng bàn là một môn thể thao rất phức tạp nhưng ở mức độ đơn giản nhất, nó có thể được chia thành một số phần chính. Việc tập trung vào những điều này sẽ giúp bạn học được cách chơi bóng bàn trong thời gian ngắn nhất, trong 10 ngày, tất nhiên, bạn không thể trở thành chuyên gia chỉ với 10 ngày. Tuy nhiên, với những kiến thức học chơi bóng bàn mà bạn tích lũy được, bạn hoàn toàn có thể tham gia các trận đánh giao hữu trong gia đình hoặc trong nhóm bạn bè. Đây cũng sẽ là tiền đề để bạn phát triển thêm kỹ năng bóng bàn của mình trong tương lai. Với dụng cụ tập phản xạ bóng bàn này, bạn chỉ cần tác động lên dụng cụ này như bạn đang đánh bóng bàn bình thường. Ở dụng cụ tập này bạn sẽ có thể tập thỏa thích mà không cần phải đi nhặt bóng. Hãy theo dõi chi tiết các bước sử dụng qua YouTube của ssopnsatviet.com nhé, công dụng của dụng cụ tập bóng bàn luyện tập sự phản xạ cho mọi người ở mọi lứa tuổi không cần mất công nhặt bóng như cách chơi bóng bàn thông thường sử dụng vật liệu an toàn cho sức khỏe người dùng có khả năng chịu lực tốt độ dẻo dai cao sản phẩm nhỏ gọn có thể dùng để chơi mọi lúc mọi nơi cực hữu ích với trong việc rèn luyện sức khỏe và khả năng phản xạ người chơi tạo ra trò chơi bổ ích và tốt cho sức khỏe những lợi ích bóng bàn phản xạ đem lại cho người dùng, giảm cân, tăng khả năng vận động, đổ mồ hôi, lượng calo đốt cháy lên tới hơn 300 tương đương với việc đi bộ giúp giảm cân hiệu quả, tăng cường sức khỏe nói chung, cải thiện chức năng của não, khả năng tập trung, trí nhớ và nhận thức. Đồng thời, giảm các cơn đau cơ mãn tính, giúp xương chắc khỏe hơn, khi tập càng lâu thì các nguy cơ mắc bệnh tim mạch huyết áp sẽ càng giảm giảm căng thẳng stress trong cuộc sống giúp bạn được thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng giải tỏa hệ thần kinh sẽ giúp bạn ngủ ngon giấc và sâu giấc hơn giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ cải thiện sự linh hoạt thông qua các chuyển động khi chơi bóng giúp bạn chạy nha và phản xạ bóng tốt hơn tăng cường sự tập trung thông qua việc tăng cường tốc độ và khả năng phản ứng của cơ thể trước mỗi sự việc nhiều nghiên cứu cho thấy những người tập bóng bàn có khả năng ghi nhớ thông tin tốt hơn vì họ ít bị phân tâm